Đại chúng, cái câu chuyện nghiệp báo thì trong kinh Phật kể rất nhiều về trải nghiệm. Đại chúng nghe câu chuyện mà vua Lưu Ly giết dòng họ Thích ấy. Thì câu chuyện vua Lưu Ly giết dòng họ Thích nó có cái nhân duyên là thế này. Vua Lưu Ly là con, là thái tử của vua Ba Tư Nặc. Thế thì vua Ba Tư Nặc á thì lại là rể của nước Ca Tỳ La Vệ. Tức là khi mà vua Ba Tư Nặc là cái nước Kiều Tát La, đấy là cái nước ấy rất là to, là láng giềng của nước Ca Tỳ La Vệ. Thì vua Ba Tư Nặc á là muốn cầu hôn với công chúa của nước Ca Tỳ La Vệ, vì nước Ca Tỳ La Vệ rất nhiều con gái đẹp. Ca Tỳ La Vệ là nước mà vua cha Tịnh Phạn ở đấy đấy, là Đức Phật chúng ta sinh ra ở đấy. Thế thì nước Ca Tỳ La Vệ lại nghĩ rằng là không hiểu sao tính toán thế nào lại không cho công chúa mà cho một cô nô tỳ, nhưng cô này rất xinh đẹp, sang đấy cho ăn mặc đúng như công chúa, cho sang đấy để lấy vua Ba Tư Nặc. Và cô nô tỳ là ai thưa là đại chúng? Chính là hoàng hậu Mạt Lợi đấy. Chính Mạt Lợi phu nhân này là một cái người nô tỳ trong cung thôi đấy. Nhưng mà được ăn mặc rất đẹp, tất cả vì cô cũng rất đẹp, nhưng cô thuộc xuất thân trong giai cấp nô lệ đấy. Cái giai cấp đẳng cấp thấp đấy, gọi là giống như thủ Đà La. Lấy vua Ba Tư Nặc sau này thì sinh ra thái tử Kỳ Đà. Thái tử Kỳ Đà là cái người mà cúng cái tinh xá Kỳ Hoàn cùng với ngài cấp cô độc đấy dâng cho Phật. Sinh ra thái tử Kỳ Đà, và người con thứ hai chính là thái tử Lưu Ly. Thì thái tử Lưu Ly này sau này lớn lên thì giết chết anh là thái tử Kỳ Đà đấy, rồi giết cả vua Ba Tư Nặc chiếm ngôi. Nhưng lúc này á thì thái tử Lưu Ly cái lúc còn trẻ khi sang nước Ca Tỳ La Vệ, gọi là về quê ngoại để thăm quê ngoại, thì trong một cái buổi mà đi chơi này thì đến một cái cung, thì thấy một cái tòa sư tử rất đẹp, thì thái tử lúc ấy còn bé mà leo lên trên đấy ngồi. Thì leo lên ngồi thì bị mấy vị quan đại thần đấy mới đuổi xuống, vì thái tử Lưu Ly là con vua Ba Tư Nặc. Nhưng mà khi mấy vị đại thần ở bên nước Ca Tỳ La Vệ đuổi xuống mắng bảo mày là con của cái con nô tỳ, mày cao quý gì mà mày ngồi cái tòa này, là chúng tao lập lên là để đón Phật Thích Ca về để giảng pháp đấy. Lúc ấy chuẩn bị đón Phật Thích Ca về đó, thế thì mấy ông đại thần mới mắng thái tử Lưu Ly, mày là con của đứa nô tỳ. Thế thì thái tử Lưu Ly không hiểu sao mình lại là con của nô tỳ, và về sau ông về ông điều tra thì ông mới biết câu chuyện mẹ mình hoàng hậu Mạt Lợi chính là nô tỳ ở bên nước Ca Tỳ La Vệ, mà Ca Tỳ La Vệ đưa sang bên này. Cho nên là ông thái tử Lưu Ly ông ấy khởi tâm căm thù dòng họ Thích Ca, ông quyết sau này ông sẽ báo thù. Cho nên khi mà ông ấy cướp được ngôi vua cha, ông lên thì ông quyết trả thù, và ông đã 3 lần giấy binh sang để đánh nước Ca Tỳ La Vệ và đòi giết, để giết nước bên đó. Thì chúng ta nhớ câu chuyện đấy, ở trong chùa mình có bức tranh đấy, mà Đức Phật chúng ta đã 3 lần ra ngồi giữa đường để can vua Lưu Ly không sang bên này đánh giết nước Ca Tỳ La Vệ dòng họ Thích Ca nữa. Đến lần thứ 3 thôi, Phật chỉ can đúng 3 lần thôi. Và sau đó Phật biết là thôi, đây cũng là nghiệp quả của dòng họ Thích Ca, phải trả. Lần thứ 4 ông mang quân sang đánh, Phật không ra, không can nữa. Và ông mang sang là ông giết, gặp ai dòng họ Thích Ca là ông giết bằng hết. Lúc này ngài Mục Kiều Liên thấy đau xót quá. Mình là đệ tử của Phật Thích Ca mà thấy dòng họ của sư phụ mình bây giờ bị ông vua Lưu Ly sang giết này. Thế thì ngài dùng thần thông, ngài mới bắt hết tất cả những người dòng họ Thích còn lại, bỏ vào bình bát của mình, bay lên hư không. Khi mà vua Lưu Ly sang, nó tàn sát hết cái thành Ca Tỳ La Vệ xong rồi đó, kéo quân về, thì Mục Kiều Liên mới hạ bình bát xuống, bạch Phật là con đã cứu những người dòng họ Thích còn lại ở trong bình bát này, bạch Thế Tôn. Thế Phật bảo ông hãy mở ra xem nghiệp quả. Thì Mục Kiều Liên thì cũng vui, nghĩ là mình cứu được dòng họ của sư phụ mình thế này. Khi mở nắp bình bát ra thì thấy bên trong là một bát máu, tất cả biến thành máu hết, không còn một ai sống sót. Nên thưa đại chúng, cái câu chuyện này để chúng ta thấy nghiệp đấy. Đấy. Thế và sau đó vua Lưu Ly thì cũng bị trả quả báo. Về thì mọi người đưa câu chuyện lên bạch Phật là vua Lưu Ly sang giết dòng họ Thích như thế. Thì Phật nói rằng
Vô Lưu Ly 7 ngày nữa sẽ bị chết cháy và đọa địa ngục. Thế ông Vua Lưu Ly thì ông mới nghe thấy cái tin là Phật nói rằng mình sẽ bị chết cháy, ông rất sợ. Thế nhưng mấy ông quan cẩn thận thì nói là không, cái ông Thích Ca Cổ Đàm này chắc là vì mình giết họ hàng nhà ông ấy cho nên ông cứ dọa mình hết rồi đấy, làm gì mà phải sợ. Thưa với bệ hạ không phải sợ, ông ấy dọa mà. Tại chẳng qua mình giết họ hàng nhà ông thì giờ ông cứ dọa mình hết. Bệ hạ cứ yên tâm, 7 ngày nữa chả làm sao đâu. Mà nếu mà bệ hạ sợ chết cháy giờ tôi nghĩ cách thế này, tôi đóng thuyền đưa bệ hạ ra giữa sông thì làm sao mà cháy được, đúng không? Giữa sông nước thì làm sao cháy được. Thế là ông Vua Lưu Ly nghĩ hay quá, đúng rồi, cho đóng thuyền tất cả, rồi cho cung nữ cung điếc đồ ăn thức uống mang hết ra, làm mấy cái thuyền rất lớn ra giữa sông để ở, đợi hết một tuần để xem nó có cháy không. Ở giữa sông nước thì làm sao mà cháy, có gì nhảy xuống nước ấy. Thế mà đại chúng, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba không vấn đề gì, nhưng ông vẫn lo. Nhưng mà mấy quan linh thần nó vẫn động viên, không sao, như vậy chỉ còn vài ngày nữa là qua cái nạn này đấy. Đến ngày thứ sáu, sang ngày thứ bảy chưa thấy gì. Thế là chúng động viên mà thôi hôm nay mình ăn mừng. Thế là tổ chức tiệc ăn mừng, ăn uống no say. Chắc là hồi không có bia đâu, rượu giếc là say xưa. Múa hát ca cuối cùng thế nào mà đại chúng biết không? Những cái đèn nến ấy, nó mới đổ ra, mọi người say hết đấy. Thế là gió thổi đèn đến nó đổ ra, bén vào màn, vào trướng, cháy tất cả, chết, trụi hết tất cả luôn trên sông, cháy hết luôn, đúng đêm hôm thứ bảy. Đấy, thì Đức Phật nói là Vua Lưu Ly sẽ chết cháy. Đúng tối thứ bảy là chết hết tất cả. Vua Lưu Ly bị chết, thiêu rụi hết tất cả, cái đoàn thuyền chết hết giữa sông luôn. Thế mình vẫn thấy thuyền vẫn cháy ở giữa sông, có sao đâu, tàu đấy vẫn cháy ở giữa sông. Đó, đấy, thì đấy cũng là nghiệp đấy. Thì đây kể cái câu chuyện này để chúng ta thấy là nghiệp quả thật là khó tránh.